Mỗi năm cứ vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9, đồng bào các dân tộc ở các bản vùng cao của huyện Than Uyên, Lai Châu lại diện những trang phục truyền thống đẹp nhất, nhiều sắc màu để hội họp múa hát mừng ngày Tết Độc lập. Năm nay, lần đầu tiên Lai Châu tổ chức các hoạt động chào mừng đón Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh. Dự kiến hơn 3.000 người sẽ tham gia múa dòng xòe đoàn kết trong chương trình Lung linh sắc màu Than Uyên, Lai Châu. Theo ban tổ chức, cùng với lễ thượng cờ và chào cờ tại các địa phương, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao với quy mô cấp tỉnh. Nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập với dòng xòe đoàn kết có sự tham gia của hơn 3.000 người, với mục tiêu tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Ngoài ra, tại các địa phương sẽ diễn ra các hoạt động như thi ẩm thực, lễ buộc chỉ cổ tay, giải chạy quốc tế Komomo Than Uyên 2024, thi đấu các môn thể thao dân tộc, giải đua mô tô địa hình, không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP. Sau 12 năm tổ chức Tết Độc lập quy mô cấp huyện, đây là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động mừng Tết Độc lập quy mô cấp tỉnh. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các phần việc cuối cùng để đảm bảo phục vụ du khách đến tham quan, tham gia trải nghiệm một cách tốt nhất.